Chiều ngày 7 tháng 4, một vụ cháy đã xảy ra tại trung tâm ảnh viện áo cưới kế bên ngân hàng Exim Bank trên đường Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến nhiều người hoảng loạn. Theo đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, nhiều người dân sống sát bên ngân hàng Exim Bank nằm trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An thấy khói bốc lên dữ dội từ trung tâm ảnh viện áo cưới. Thấy vậy, nhiều người đã hô hoán, đồng thời thông báo cho chủ tiệm và báo tin cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thiết bị nóng lạnh của trung tâm ảnh viện áo cưới kế bên ngân hàng bốc cháy. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Giờ còn bên này chữa cháy là làm việc chứ.